Chào mừng quý vị đến với bản tin cập nhật hàng ngày của báo điện tử VTC News. Mời quý vị điểm qua những tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sáng nay, Đoàn Thanh tra tỉnh Thái Bình kết luận, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi và ban thư ký không thực hiện đúng quy trình trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài thi tự luận tại kỳ thi vào 10 năm 2024-2025. Đặc biệt, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát và không kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về sự cố bất thường tại kỳ thi. Sai phạm trên dẫn đến công bố sai điểm xét tuyển của 1.589 thí sinh, sai điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 4 lớp chuyên và 11 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông Đại Trà trên địa bàn tỉnh. Kết quả tuyển sinh thay đổi khiến 258 thí sinh đang đỗ thành trượt. Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sai sót này không xuất phát từ nguyên nhân có yếu tố tiêu cực, mong nhân dân, phụ huynh, học sinh thông cảm, chia sẻ với ngành giáo dục trong bối cảnh phải tổ chức nhiều kỳ thi quy mô lớn, quan trọng trong thời gian ngắn. Cũng theo ông Đặng Xuân Phong, để khắc phục những sai sót, Sở thành lập tổ công tác liên ngành để tiến hành rà soát, kiểm tra, đối khớp lại điểm thi từng bài thi của tất cả các thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào 10, công bố bảng điểm này lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp vào 9 giờ sáng nay. Đơn vị này cũng tổ chức xét tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, công bố điểm chuẩn và xét tuyển đợt 1 90% chỉ tiêu đối với 29 trường trung học phổ thông công lập. Tỉnh sẽ tổ chức cho học sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 thông qua hệ thống tuyển sinh đầu cấp từ sau khi công bố danh sách xét tuyển đợt 1 đến trước 15 giờ ngày 23 tháng 8, tiến hành xét tuyển và công bố trúng tuyển đối với 10% chỉ tiêu còn lại trong ngày 23 tháng 8. Sáng ngày 20 tháng 8, qua 19 giờ đồng hồ với 9 vòng đấu giá, 19 lô đất tại thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội cuối cùng cũng tìm được chủ nhân. Giá trúng cao nhất thuộc về lô LK0312 với giá 133,3 triệu đồng trên 1m². Đây là lô góc, 3 mặt tiền, diện tích hơn 113m², tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng. Như vậy, so với giá khởi điểm 7,3 triệu đồng trên 1m², mức giá đấu đã trúng gấp 18,2 lần. Buổi đấu giá này thu hút 700 bộ hồ sơ và khoảng 400 khách hàng tham gia. Vị trí 19 lô đất tại huyện Hoài Đức đấu giá lần này nằm sát khu vực đường vành đai 4 đi qua, cơ sở hạ tầng xung quanh các lô đất vẫn hạn chế, chủ yếu vẫn là đồng ruộng. Nhiều môi giới dự đoán rất có thể sẽ xảy ra cơn sốt đất ở Hoài Đức vì so với Thanh Oai, Hoài Đức có vị trí thuận lợi hơn khi chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km. Huyện Hoài Đức cũng có lợi thế khi là một trong những huyện ngoại thành Hà Nội có đường vành đai 4 chạy qua 7 xã. Sáng ngày 20 tháng 8, sườn núi trên quốc lộ 4H tại km 218+750 thuộc địa phận bản Si Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở ta luy dương. Khoảng 40.000 mét khối đất đá chắn ngang đường với chiều dài khoảng 150m, cao 15-20m. Vụ sạt lở gây đứt sụt khoảng 70m chiều dài nền đường nhựa. Hiện tại, giao thông giữa xã biên giới Mù Cả và các xã huyện khác của huyện Mường Tè bị chia cắt. Đặc biệt, giao thông giữa huyện Mường Tè, Lai Châu và huyện Mường Nhé, Điện Biên bị chia cắt hoàn toàn. Hiện Công ty Cổ phần Bảo trì Đường Bộ 1, đơn vị quản lý tuyến, phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương cắm biển cấm đường, cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo đại diện Công ty Cổ phần Bảo trì Đường Bộ 1 Lai Châu, điểm sạt ta luy dương và đứt trên quốc lộ 4H có địa chất rất phức tạp. Hiện tại, công ty đã báo cáo về Sở Giao thông Vận tải Lai Châu và đề xuất phương án phân luồng các phương tiện. Công ty đang nỗ lực tập trung phân công, máy móc mở nền, thông đường và sẽ cố gắng thực hiện thông xe trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, việc lưu thông của người dân huyện biên giới Mường Tè di chuyển đến huyện Mường Né và các huyện khác của tỉnh Điện Biên được phân luồng đi theo quốc lộ 4H hoặc tỉnh lộ 127 ra huyện Nậm Nhùn, Lai Châu, rồi đi theo quốc lộ 12 về thị xã Mường Lay, Điện Biên. Huyện Mường Tè đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền xã Mù Cả kiểm tra, rà soát các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là các nhu yếu phẩm trên địa bàn để chủ động phương án cung ứng. Nếu chia cắt lâu dài, huyện sẽ có phương án vận chuyển hàng hóa từ Mường Nhé, Điện Biên vào để cung ứng, hỗ trợ người dân, không để nhân dân bị thiếu đói. Trưa ngày 20 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết,
Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm với sự tham gia của hàng trăm người, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được bé trai DVL, 6 tuổi đi lạc trong rừng. Theo vị lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương cùng người dân đã hút cạn một ao nước rộng gần 80m2 cạnh khu vực cháu bé mất tích để tìm kiếm. Sáng cùng ngày, ông Lê Thành Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tới thăm hỏi, động viên gia đình cháu DVL ở thôn Khai Dạo, xã Lâm Giang. Sau khi chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch huyện Văn Yên trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Lúc 10 giờ sáng nay, giá vàng miếng được tập đoàn Doji niêm yết ở mức 79 đến 81 triệu đồng trên một lượng, tăng 1 triệu đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng nay. Tương tự, giá vàng miếng được SJC niêm yết ở mức 79 đến 81 triệu đồng trên một lượng, tăng 1 triệu đồng trên một lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng nhẹ khoảng 300.000 đồng trên một lượng, lên mức 76,95 đến 78,2 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Như vậy, sau nhiều phiên ổn định ở mức 78 đến 80 triệu đồng trên một lượng, giá vàng miếng trong nước lại bất ngờ tăng mạnh. Đáng nói, giá vàng trong nước hôm nay diễn biến trái chiều so với giá vàng thế giới. Đầu giờ sáng, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.505 USD trên một ounce. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá vàng đã về mức 2.498 USD trên một ounce, giảm 7 USD trên một ounce so với đầu giờ sáng nay. Giá vàng thế giới suy giảm do các nhà đầu tư bán tháo chốt lời sau khi giá lập đỉnh lịch sử. Theo các chuyên gia, xu hướng tăng giá vàng vẫn còn và sẽ phụ thuộc vào những động thái của chính sách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, sau 2 tuần tấn công vào vùng Kursk, lực lượng Ukraine kiểm soát được hơn 1.250 km2 lãnh thổ của Nga. Ông Zelensky tuyên bố, chiến dịch không ai biết đến này chứng minh Điện Kremlin không có làn danh đỏ nào cần phải cảnh giác. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các đồng minh nới lỏng hạn chế đối với vũ khí viện trợ cho nước này. Các quan chức Kiev từ lâu đã thúc giục các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí viện trợ tấn công tầm xa vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga, chẳng hạn như sân bay quân sự và nhà kho. Tuy nhiên, những lời kêu gọi này phần lớn không làm thay đổi cách tiếp cận của phương Tây vì những lo ngại vượt quá làn danh đỏ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra. Tổng thống Zelensky cũng cho biết những hạn chế như vậy đang làm suy yếu khả năng của Kiev trong việc chống lại cuộc tấn công của Nga ở mặt trận phía đông, đặc biệt là các khu vực trung tâm chiến dịch Pokrov và Torez thuộc Donetsk. Nếu thấy hay và bổ ích, quý vị hãy để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.